tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho 5 đồng chí. Đây là chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngành kiểm sát viên của ngành kiểm sát. Trao quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các kiểm sát viên được bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của ngành kiểm sát. Hiện đứng đầu các đơn vị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Việc bổ nhiệm lần này góp phần tăng thêm sức mạnh cho ngành kiểm sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Viện Kiểm sát là cơ quan được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao trách nhiệm thực hành quyền công tố nhà nước và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp ở tất cả các giai đoạn và các lĩnh vực tố tụng tư pháp. Vì thế, mỗi đồng chí kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm chính, trí chí công, vô tư thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên theo quy định cần nhận thức sâu sắc rằng bất kỳ sai sót nào của kiểm sát viên đều ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tư pháp đến uy tín của viện kiểm sát nhân dân đến niềm tin của nhân dân vào pháp luật và công lý cùng với đó các kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn đảng và các đoàn thể trong ngành thực sự trong sạch vững mạnh xây dựng ngành kiểm sát nhân dân phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát công minh chính trực khách quan thận trọng khiêm tốn như lời dạy của bác hồ